비추고 lỗ nhỏ trên bánh quy. Bánh quy thường có những lỗ nhỏ li ti, nhưng nhiều người không hiểu được tác dụng thực sự của chúng là để làm gì. Những lỗ này không nhằm để trang trí đâu. Sự xuất hiện của chúng giúp cho hơi nước thoát ra khi nướng bánh, khiến chiếc bánh luôn phẳng đều, không bị phồng rộp, vừa đẹp mắt, vừa cho hương vị ngon hơn. Lớp phấn trắng trên vỏ quả hồng sấy. Hồng sấy là đặc sản nổi tiếng của Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhiều người thường thắc mắc vì sao chúng có lớp phấn trắng bên ngoài, liệu có phải do mốc hay là người ta đã phủ lên nó một lớp bột đặc biệt nào không? Nhưng thực tế, đây lại là lớp đường tự nhiên của quả hồng đấy. Tại những quốc gia này, nhiều nơi người ta vẫn sử dụng cách truyền thống, dùng dây buộc cuốn và treo lên giàn phơi trước nhà. Sau một tuần, họ sẽ dùng tay massage nhẹ nhàng từng quả. Vài tuần sau, trên quả hồng sẽ xuất hiện lớp phấn trắng do đường fructose trong hoa quả tiết ra. Lỗ tròn lớn trên bánh donut. Bánh donut luôn có một lỗ tròn lớn ở giữa. Có nhiều cách lý giải, theo đó phổ biến nhất là giúp chúng được chín đều khi nướng. Trước đây bánh donut có hình tròn đặc như hamburger, tuy nhiên người ta nhận thấy phần ở giữa thường mềm nhũn, không ngon như phần vỏ bên ngoài. Cách đục lỗ giúp khi nướng, chiếc bánh có hương vị ngon đều như nhau từ trong ra ngoài. Vệt máu đỏ trong quả trứng. Hiện tượng này khiến nhiều người sợ hãi, e ngại rằng chất lượng quả trứng không tốt, có thể đã bị hỏng hay bị đột biến. Tuy nhiên, vệt máu đó được giải thích là do mao mạch trong buồng trứng của gà bị vỡ, không ảnh hưởng đến sức khỏe khi ăn. Bởi vậy, bạn vẫn có thể chế biến các món ăn từ các quả trứng gà có chi tiết lạ này. Bột trắng bên ngoài chocolate. Ngay cả khi không cho vào tủ lạnh, chocolate vẫn có thể có lớp bột trắng bên ngoài. Điều này được lý giải là do chúng được bảo quản không đúng nhiệt độ. Cụ thể là để ở nhiệt độ nóng ẩm trong một thời gian dài, khi đó các chất béo có trong chocolate bị tách ra và nổi trên bề mặt. Tuy nhiên, nó chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ chứ không độc hại đến sức khỏe người dùng. Bim bim luôn có hình dạng mỏng, nhiều chi tiết được khắc tỉa lốm. Bim bim là đồ ăn phổ biến với trẻ nhỏ, nên việc vẻ ngoài của chúng hấp dẫn, độc đáo không có gì là lạ. Tuy nhiên, việc các nhà sản xuất đồ ăn thiết kế chúng với hình dáng siêu mỏng, nhiều chi tiết được tỉa khắc lồi lõm còn là cách giảm thiểu nguyên liệu và giúp chúng thấm đẫm gia vị, khiến món ăn ngon hơn. Vịnh Marina, Singapore. Năm 1918, Singapore còn bị người Anh ví như một cái đầm lầy hoang sơ chưa khai phá. 150 năm sau, Singapore bước vào thời kỳ tự quyết định vận mạng của mình sau khi giành được độc lập. Vốn nằm trên tuyến giao thông đường biển huyết mạch nối liền Đông Nam Á và Trung Quốc, cộng thêm khối óc lãnh đạo của cố thủ tướng Lý Quang Diệu. Chỉ trong vòng chưa đầy 50 năm, Singapore đã vươn lên trở thành một trong những con rồng kinh tế của châu Á và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong khu vực. Hồng Kông. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, nền kinh tế của Hồng Kông chịu ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, gây ra nhiều thâm hụt lớn và những khoản nợ lớn. Nhưng trong vòng 20 năm đổi mới các chính sách tài chính, Hồng Kông đã trở thành trung tâm tài chính, thương mại quan trọng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng là đô thị giàu nhất ở Trung Quốc. Tính đến năm 2016, GDP của Hồng Kông đạt 316.070 USD, đứng thứ 34 thế giới và đứng thứ 11 châu Á. Fortaleza, Brazil. Sau khi chuyển hướng từ nền kinh tế chỉ huy nhà nước sang kinh tế thị trường vào những năm 1995, Brazil đã có những bước chuyển mình đáng kể. Chỉ sau vài thập kỷ, Brazil sở hữu một nền công nghiệp dịch vụ đa dạng và có chất lượng cao. Chúng ta có thể nhận thấy những thay đổi ngạc nhiên của Brazil qua hình ảnh thành phố Fortaleza, trung tâm kinh tế và khoa học của đất nước này. Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Vốn là thành phố năng động và đông dân nhất Trung Quốc, Thượng Hải đã có những sự lột xác ngoạn mục trong một thế kỷ vừa qua.
Đầu thế kỷ 20, Thượng Hải tuy phát triển nhưng còn hạn chế về cơ sở hạ tầng và nguồn đầu tư nước ngoài. Năm 2017, Thượng Hải đã là địa điểm đặt trụ sở của các tập đoàn kinh tế, tài chính, thương mại, ngân hàng và giáo dục quốc tế. Năm 2010, GDP đầu người của người dân thành phố này đạt 76.000 nhân dân tệ, tương đương 11.540 USD. Thành phố Toronto, Canada. Năm 1763, thành phố này vẫn bị người Anh chiếm đóng cho đến khi chính thức sáp nhập vào Canada năm 1867. Được chính phủ Canada đầu tư xây dựng và phát triển từ năm 1965, Toronto dần trở thành trái tim của đất nước lá phong và là thành phố đứng đầu trong lĩnh vực giáo dục và an ninh, cũng như được mệnh danh là nơi đáng sống nhất thế giới. Thành phố Seoul, Hàn Quốc. Sau cuộc cải cách mở cửa kinh tế vào những năm 1950, Hàn Quốc tái sinh trở thành đất nước công nghệ cao nổi tiếng thế giới. Seoul chính là nơi đặt các tập đoàn điện tử toàn cầu như Samsung, LG, Hyundai. Seoul ngày nay còn là một điểm đến du lịch hấp dẫn và lý tưởng của rất nhiều du khách nước ngoài. Thành phố Nairobi, Kenya. Công trình đường sắt năm 1899 đã khiến Nairobi phát triển thành thành phố lớn nhất ở Kenya và là một trong những thành phố lớn nhất châu Phi. Nairobi ngày nay là thành phố hàng đầu về mặt chính trị và tài chính ở châu Phi. Thành phố này là nơi đóng trụ sở của nhiều công ty đa quốc gia, cũng như trung tâm văn hóa, kinh doanh quốc tế. Bắc Kinh, Trung Quốc. Là thành phố lớn thứ hai sau Thượng Hải, Bắc Kinh được biết đến như một trung tâm giáo dục và văn hóa chính của Trung Quốc. Bắc Kinh của thập niên 90 khiến người ta ấn tượng với sự cổ kính từ các công trình kiến trúc thời nhà Thanh. Nhưng chưa đầy một thế kỷ, hầu hết các kiến trúc xưa đều được thay thế bởi sự hiện đại trong thiết kế của các tòa nhà cao tầng và hệ thống đường xá hiện đại. Thành phố Melbourne, Australia. Việc tìm thấy dấu vàng ở Melbourne năm 1980 đã khiến thành phố này nhanh chóng trở thành trung tâm giao dịch lớn của Úc. Hiện nay, Melbourne là điểm đến ưa thích của rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới vì sự đa dạng trong văn hóa cũng như ẩm thực. Thành phố Dubai. Dubai thuộc một trong 7 tiểu vương quốc của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Năm 1966, khi tiềm năng dầu khí của thành phố này được phát hiện, Dubai từ một sa mạc đầy gió cát trở thành một trong những thành phố xa hoa nhất thế giới. Hiện nay, thành phố này còn được đánh giá là một trong những thành phố an toàn và giàu có nhất thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.